bối cảnh phải giãn cách phòng dịch COVID-19, Bưu điện tỉnh đã thực hiện chi trả tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và hỗ trợ theo chính sách dành cho người có công bằng cách đưa đến tận nhà. Với cách này, hơn 172.500 trường hợp trên địa bàn tỉnh đã được nhận tiền theo chính sách vào đầu tháng 9 một cách kịp thời. Gia đình bà Phạm Thị Nở ở phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu có 4 nhân khẩu đều là đối tượng được hưởng chế độ bảo trợ xã hội. Trong thời gian giãn cách phòng dịch COVID-19 theo chỉ thị 16, mọi chi tiêu của gia đình phụ thuộc vào tiền trợ cấp hàng tháng của nhà nước mà lại không thể ra bưu điện lãnh tiền. Nên khi nhân viên bưu điện đưa tiền đến tận nhà, gia đình bà Nở vô cùng cảm kích. Già cả rồi, tôi già 80 tuổi, ổng 87, già nuôi 4 thằng, điên khùng đi nghĩa vụ vừa lết. Đó, thành khổ lắm, thành bữa nay ở trên thương binh dưới phường rồi dưới tỉnh rồi dưới thành phố á, đem lại tận nhà tôi rất mừng. Cảm ơn mấy cô, mấy chú cả lòng giúp đỡ tôi khỏi đi. Cảm ơn ở trên bưu điện cả lòng tốt tôi giúp đỡ đem lại tại nhà. Cảm ơn. Chị Lê Thị Huyền có con trai bị dị tật bẩm sinh, cũng là đối tượng bảo trợ xã hội ở phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu. Được nhân viên bưu điện đến tận nhà trao tiền trợ cấp, chị Huyền rất cảm động. Hoàn cảnh mình thì rất là khó khăn. Cho nên cháu nó bệnh thì bây giờ cũng phải bươn chải để kiếm cho nuôi con cháu. Giờ dịch bệnh mấy tháng nay không có đi ra ngoài được, cho nên nhờ mấy cô, mấy chú giao tiền tận nhà thì cũng cảm ơn. Toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện có 130.000 trường hợp hưu trí, 8.000 trường hợp hưởng chế độ người có công, 34.500 trường hợp được bảo trợ xã hội. Trong bối cảnh phải giãn cách, thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và sự thống nhất của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bưu điện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiến hành chi trả gộp một lần các khoản tiền chế độ của cả tháng 9 và tháng 10 năm 2021 cho những trường hợp được thụ hưởng trong kỳ chi trả tháng 9. Hình thức chi trả là đưa tiền đến tận nhà và đội ngũ thực hiện phải tuân thủ nghiêm ngặt những yêu cầu, luôn mặc bảo hộ y tế, đeo khẩu trang, kính chắn giọt bắn khi đến nhà chi tiền. Sổ sách và tiền mặt luôn được khử khuẩn. Đặc biệt, đội ngũ này đều đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Trước khi là khi chưa có dịch đó, là tôi được ủy quyền của hai ông bà tôi lên bưu điện để nhận những khoản tiền trợ cấp cho người cao tuổi. Nay vì dịch bệnh nên tôi không, vì giãn cách nên không thể nào lên trên đây nhận được. Hôm nay là có được bưu điện, mấy anh chị bưu điện xuống đây phát tiền tận tay cho ông bà tôi, nên gia đình tôi rất là cảm ơn. Bưu điện tỉnh cũng đã có những chương trình phối hợp với chính quyền địa phương thông báo cho người hưởng tại các cái địa phương là thời gian, địa điểm chi trả đối với từng cái khu phố, từng cái khu vực của từng phường để tạo thuận lợi cho người dân địa phương là có thể là chuẩn bị sẵn sàng để mà nhận khi mà có cái nhân viên chi trả đến nơi. Với mạng lưới phủ khắp địa bàn phường, xã, thị trấn cùng 82 nhóm chi trả chế độ tận nhà, Bưu điện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu không chỉ góp phần thực hiện chế độ chính sách kịp thời mà còn đảm bảo an toàn phòng dịch cho người thụ hưởng chế độ và cho công tác phòng dịch tại địa phương.